Dạ, để nói tiếp chương trình, Diễm My xin ca nhạc phẩm được mang tên Chuyện tình người đan áo. Con gái đón về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đã một vầng trăng sẽ bóp chia đôi áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi buổi đông đêm đêm từng cơn gió thế thank you.
Chiều nắng đẹp tình đất hương.